Ôi hai em gái trẻ thế này nhưng mà đã có con đi cùng rồi này. Lên xem nếu không phải thì bắt về làm vợ em ơi. Em ơi. Chắc là cậu này là em có khi phải gọi bằng chị ấy. Sát cái khu vực chợ lần quay các bạn. Các bác chờ lấy thịt vào không? Chờ lấy thịt. Phải chờ trước không thì không đến lượt đâu. Quá nóng giòn luôn. Hai ba, vô! Hai ba, vô! Hai ba, vô! Bắt đầu mạnh dần rồi. Mà nhảy đi. Rất là vui luôn, như một cái sân khấu ngoài trời. Xin chào toàn thể các bác. Hiện tại thì vợ chồng em Khương đang có mặt tại hội chợ tình Phong Vân. Hôm nay thì em cùng với lại bố mẹ và anh chị em trong gia đình đi du xuân. Mỗi năm vào ngày 14 tháng 2 âm lịch ấy, thì có diễn ra lễ hội tổ chức chợ tình. Nơi đây thì tập trung tất cả các dân tộc vùng lân cận cũng như ở một số tỉnh xa tập trung về đây chơi hội. Bây giờ thì mời tất cả các bác cùng trải nghiệm đi du xuân hội chợ tình cùng với lại vợ chồng em. Đa số thì chợ tình ở dưới này là các bác trung tuổi, các bạn trẻ thì tương đối là ít. Em đang ra khu vực các bác hát sông Hào. Khu vực đường vào cổng chợ đang bị tắc rất là đông. Năm nay cháu không thấy có nhạc nhảy này các bác ơi. Hay là chưa có ăn sáng, chưa có men. Các bác trang phục dân tộc Tày đang ăn sáng để nát nữa ra văn nghệ. Khu vực chợ. Vâng, chào các bác nhá. Các bác chào lại thôi, chả biết làm gì nữa đâu. Dạ. Bây giờ đi ăn sáng đó, đang mua bánh cuốn. Hai con lợn quay liền cùng đem ra một lúc này. Chỗ này tận 4 con cơ. Rất nhiều thịt quay. Vâng, đây con lợn đang. Hiện tại thì em đang ở sát cái khu vực chợ lợn quay các bạn. Bây giờ thì em tìm chỗ ngồi rồi anh em trong nhóm cùng đi để tập trung ăn uống rồi mới ra khu văn nghệ được. Anh quay bao nhiêu một cân? Ba chỉ. Rất là đông khách luôn, chật cứng chỗ ngồi rồi. Các bác chờ lấy thịt vào không? Chờ lấy thịt. Phải chờ trước không thì không đến lượt đâu. Phần nước bên trong này ngon này. Có bao nhiêu hộp
Chầm chéo em ạ, để trong chỗ ăn. Em mới chờ 30 phút rồi. Chị chờ 3 phút đứng ở đây lâu rồi. Vâng. Con bên này được rồi. Bạn hai ra dưới nữa. Nhiều lắm, giòn. Vừa cắt ra lúc nào nó chả đào đào này. Đào em lấy cái kia hả? Bỏ ra bây giờ nó chuẩn bị. Quay bây giờ chẳng vậy. Quá nóng giòn luôn. Vừa mới lấy cái chân giò đằng trước ra. Cho em 4 cân nhá, em 4 cân. Em 4 cân thế này. Vâng, 4 cân chặt luôn đi em nhá. Đâu quan đang chào. Vâng. Ôi miếng to đấy. Thử một miếng xem con lợn này nó có thơm ngon không các bạn. Vâng vâng, em chào các anh. Đây của chú Cát Tư nhỉ. Vâng, của em 4 cân nhỉ. Ui hơi lặng tí nhỉ. Phải dọn bớt ra, bọn bớt ra nó vỡ. Chả thế, chưa dọn được cái chỗ đã. Chuyển Đi cứ đi theo mẹ đi. Ăn đi ăn được. Dạ. Luôn bảo nó tăng luôn. Anh ơi, đâu ai đây? Đâu ai đây? Ai lấy đâu đây? Hội chợ lợn quay của nhà anh Long Khứ. À, nhà chị ở khu Minh Khai, thị trấn Chú ạ. Giả của nó rất là ngon. Tuyệt vời đấy. Mà năm nào em cũng mua ở chỗ này luôn ấy. Mọi năm này em không ghi hình thôi. Vâng. Cái địa điểm này quen nên đi một vòng em vẫn quay lại đây em lấy mà. Ăn nóng cái này mới ngon này. Đấy, con trong kia cũng sắp được rồi kìa. Chắc 30 phút nữa thôi. Hết giờ. Tuyệt vời đấy. Vâng. Nhớ là lấy cả da cho em nhá. Mỡ ra da. Con thứ 5 rồi chị nhỉ? Con này con thứ 6 rồi em ạ. Thứ 6 rồi ạ. Thế là ngày hôm nay phải trên 10 con. Con 2 con trong bò, đang có 2 con ở trong nhà nữa. Vâng. Có 2 cân 3 chỉ chứ? Rồi. Đây là da lò ngay, cái xương nó thế này các bác ạ. Ờ, cho em xin mỗi miếng da xong em đi. Rất đông luôn, càng ngày càng đông. Rất là đắt khách luôn, hàng thịt lợn quay. Đây là của em không? Đấy. Đấy, da này. Ở trên này thì gần đường với này không có chỗ ngồi nên là em Cương sẽ đem xuống dưới để thưởng thức lợn quay ngày chợ tình. Em chào anh chị nhá. Cảm ơn anh chị. Vâng. Của anh Sơn, cô ở đây. Chấm mà đem theo từ nhà. Chưa có bá ra. Ăn bốc ạ? Vâng, hôm nay ăn bốc quá. Thế có đúa đấy hay đúa của người ta? Không đủ. Đúa không? Không đủ không ạ? Pha chấm chéo để chấm lợn quay.
đi đâu thì cũng đem theo nước chấm chấm chéo các bác. Đồ ăn ngon thì có nước chấm ngon. Chấm chéo mà mọi khi chúng em đem đi rừng đây. Các bác ủng hộ cũng như muốn thưởng thức cái hương vị chấm chéo thì có thể liên hệ số điện thoại em Cương để phía dưới màn hình. Chấm đồ ăn thì rất là tuyệt vời. Chia đều bánh bánh cuốn có 3 túm nhỉ. Này được ăn bốc à. Anh Sơn này lạc bây giờ mới. Đông người quá. Ăn bốc à, không bán à? Rau sống thì anh em đem theo từ nhà, thì lợn quay thì mua ở chợ. Nay đoàn chúng em đi hơn 20 người. Cái men này ngâm nho rừng các bác, nên là đi hội chợ cũng như là trong dịp Tết thì uống cái này nó dễ uống và thơm ngon. Nho rừng này chúng em cũng đang có bán, các bác có muốn thưởng thức cũng như ủng hộ em Cương thì có thể liên hệ số điện thoại em Cương để phía dưới màn hình. Uống thoải mái luôn, hôm nay đi xe kia không sợ đâu. Con mời tất cả các bố các bác nhá, mời các chị nhá, 1, 2, 3 em mời tất cả các bác nhá. Ai da, ăn ngay cho nó nóng đi các bác. Ở nhà đi. Ấy giờ đúng là còn nóng hổi, say đi ăn ăn cái thịt vừa. Ăn đi các bác. À, chúng ơi, chúng ơi, chúng ơi. Ai da, chấm chấm chéo thì tuyệt vời thôi. Cầm tay ăn mới ngon các bác. Vâng, bố mấy bác các anh cứ dùng tự nhiên nhá. Tí nó chiều lại ăn tiếp mới về. Tối còn lễ hội đến khuya đi. Vâng. Ăn tay nó mới ngon. Tuyệt vời, ăn nóng nó ngon. Dùng mạnh đi các bác. Nghĩa em mày từ hôm đi rừng vẫn còn đau răng này. Bà ơi, bà ăn tự nhiên nhá. Đấy, mẹ ruột của anh Sơn này. Tình thấy chưa, hôm nay đi là mỗi mình Quân là trẻ nhất đấy nhá. Đây mẹ em ở bên góc trái màn hình này, cũng lần đầu tiên đi xuống chợ Tình. Mặc dù ở gần nhà thôi, xe chở loa đang thì bắt đầu di chuyển mạnh vào chợ này. Đoàn em trên Sơn Động xuống dưới này nó rơi vào hơn 30 cây số, năm nào chúng em cũng đi. Bây giờ thì bố mẹ cùng các bác, các anh chị dùng bữa trưa xong sẽ ra và mình vào dòng Văn Nghệ, khu vực chợ Tình. Di chuyển ra phía ngoài để đi xem các nhóm hát của các bác. Ở kia có một em gái rất là trẻ kìa, đi lên bắt về làm vợ thôi em ơi. Em ơi, em ơi. Anh đang quay hai con lợn kia vẫn chưa cho lên nướng nhỉ. Cái đấy, chắc là chợ ngày mai. Hả? Có nhà em không? Ấy, không được quay. Không. Chú đang hỏi hai con lợn kia mà. Con lợn nhà cháu. Lợn chứ sao không quay? Tại vì hết than không đủ nhiên liệu. Đấy, nhìn em này trẻ này mà đã có con lớn thế này. Hay là em? Em út à? Đây là chị gái mà ông Cún. Cún. Mẹ ạ, gọi mẹ đi. Lại còn trêu lại chú nữa. Gọi mẹ đi. Chắc là cậu này là em có khi phải gọi bằng bằng chị ấy. Mình cũng tưởng hai chị em chứ. Ba em lớn rồi tôi nhá. Anh
cảm ơn anh mừng tuổi cho bốn bé. Thật mà bé cầm đấy. Em bảo bé cầm. Thế chị cầm cho nhá. Em cầm bộ tí mừng tuổi. Đây em bé cầm nhá. Chú cho nhá. Em ăn trống lớn nhá. Năm nào anh cũng xuống dưới này quay mà. Anh ở trên sân động. Đây là em trai của anh chưa gì. Chụp cái ảnh nhá. Nghĩa Nghĩa đứng gì vào trong giữa anh nhá. Cảm ơn em nhá. Kênh của anh là Hoang Dã Vùng Cao. Hoang Dã Vùng Cao. Chào các em nhá. Ôi giời, cái này đem về cho Ly chơi. Cái này mà nó vun ra thì đây đây các bác đang hát đây đấy. Lại gặp bác rồi. Ui rất là có duyên luôn. Vòng đi vòng lại là vẫn gặp bác ở đây. Hôm nay các bác nữ nhiều hơn rồi. Các bác nữ bảo không có bác trai nào hát cùng đây. Bác trai nó chê các bác già không hát đâu. Không phải, chắc năm nay là các bác vui xuân Tết quá là uống rượu nhiều không đi được. Vui thật. Mà nhảy đi. Anh quý mà nhảy. Mà nhảy đi chú. Không anh nhóm nhà mình vào đây à? Uầy. Khu vực này là các bác đang tập trung nhảy đông nhất. Rất là vui luôn, như một cái sân khấu ngoài trời. Ôi càng ngày càng đông rồi. Vâng. Lúc nãy thưa rồi. Nhưng bây giờ chật kín sân bóng luôn rồi. Đi ăn bò đấy. Tiếp tục luôn. Tất cả ngọn đồi, các ngôi nhà gần đây là kín hết rồi. Này vào ăn xúc xích, mới lại ăn xoài dầm cùng với lại các cháu này. Cho ba que kem nữa, ba que kem nữa em ơi. Ba que kem nữa, đi nhiều trời mùa đông nhưng mà vẫn khát nước quá. Chào các em nhá. Hai bác ơi, hôm nay hai bác không đi hát sông Hao à? Còn bên bán hàng tí nữa đi hát nhá. Dạ. Mùa đông ăn kem. Thôi ăn tạm xong ra xem bóng đá em nhỉ. Em Cương mời các bác ăn kem mùa đông. Em bé ăn kem không? Cu. Này anh cho cái kem này. Cầm đấy. Rồi. Hiện tại trên sân vận động đang diễn ra trận đấu giữa đội Phong Minh và đội Cấm Sơn của huyện Lục Ngạn. Về nội dung bóng đá này thì nó khá là dài, cho nên là em Cương xin phép tất cả các bác được dừng ghi hình tại đây. Để theo dõi chi tiết về trận chung kết bóng đá này thì các bác có thể là truy cập vào các trang mạng hoặc là kênh truyền hình huyện Lục Ngạn. Bây giờ thì em Cương xin phép tất cả các bác được khép lại nội dung của ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã luôn theo dõi. Hẹn gặp lại các bác ở những nội dung tiếp theo.